Thank you.
Hương ơi, này Hương, lấy ra cho bác cái gì? Bác chỉ bắt là 4.000 một bát rồi em xin. Nè, Hương, con lấy từ lấy ba rồi. Lấy cả tiền đó. Không đăng tiền nhiều. Không nè, không không. Nhiền nhiền. Tao chia tàng chua, tao chia ăn vải. Thảo ăn mùng tơi Thảo ơi. Ăn nộ nó đem mùng tơi đấy. Lên hết để xem đất để chụp mùi ăn. Bán hàng quen là khác rồi. Ngày xưa bán hàng quen là gì? Cả một giàu thế, chân giàu thế. Chân bà lộ chỗ này. Không, kiểu nó bán cho ai? Bằng cơm quả chanh là biết tinh phẩm quả chanh sạch đấy ạ. Hả? Ta lấy quả cho thức mà bé em vừa nó đèn nhá. Về em lấy một cái từ sân rồi một cửa ủ rồi em cho cửa có đèn rồi. Rồi thằng thơm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tất cả là 10.000 chè, 10.000 mà bánh cũng 10.000. Đấy, 10.000 một đĩa, 10.000 con này có biết là con mình con ăn có hết không? Mở ra ăn luôn nhá. Dạ, mở ra con. À, trong nó có làm sao không? Này. Lộn đây. Ôi, một cái cùi dừa đấy không thể cùi. Đây là bốn cái, đây bao nhiêu thế? 4 nặng 10. 8.000. Mình có người đây à? Dạ, mình có người đây. Em ở trên cơ sở đấy ạ. Bán không đúng là mấy cái quả là tốt thì thường là khó ăn. Đấy, đi ra bán hàng với cô đi. Ra ngồi bán nốt với cô này. Không sao. Sợ cay hả? Cô đâu luôn. Có thể đó. Nhiều quá nhỉ. Ôi, còn đây thì cả họ ăn này. Phải có cho ăn. Em còn bắt đây nữa một nửa. Em còn bắt chưa kỹ thôi. Rửa tay, rửa tay. Vâng. Anh đang ngồi cạnh đấy. Ba mua hơi nhiều đi chợ chứ. Trẻ con trẻ đến nào nữa. Thank you.